Và bây giờ chúng ta hãy làm một điều gì đó để bắt đầu cho không khí trình diễn hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn đầu tiên, đó là trang phục áo dài truyền thống với sự thể hiện của 13 thí sinh theo 3 bảng. Bảng A2 sẽ là bảng đầu tiên với sự trình diễn của các thí sinh Vũ Thị Duyên, Lê Thị Ái Liên, Hồ Thị Hồng Thắm và Vũ Thị Huệ. Bây giờ phần trình diễn bắt đầu. Chúng ta sẽ chào đón những thí sinh của bảng A2. Thí sinh Vũ Thị Duyên. Thí sinh Vũ Thị Duyên là phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và đối ngoại thuộc tổ công đoàn Liên phòng 1. Chiều cao 1m57, nặng 50kg. Số đo 3 vòng thì thí sinh đề nghị là tạm thời chưa được công bố để còn giữ hình tượng cho tới cuối chương trình. Thí sinh tiếp theo, Lê Thị Ái Yên, số danh có 1. Thí sinh Lê Thị Ái Liên là nhân viên thuộc khoa đạo diễn và thuộc tổ công đoàn Liên khoa 3. Thí sinh Lê Thị Ái Liên có chiều cao 1m61 và nặng 50kg. Chúng ta đang chào đón thí sinh Mai Số Danh 10 chuẩn bị xuất hiện trên sân khấu. Một lần nữa chúng ta hãy giơ một đôi tay cho phần trình diễn của thí sinh Lê Thị Ái Liên. Và bây giờ số Danh 10 Hồ Thị Hồng Thắm. Hồ Thị Hồng Thắm, thí sinh Hồ Thị Hồng Thắm là diễn viên khoa kịch hát dân tộc và thuộc tổ công đoàn Liên khoa 2. Chiều cao 1m60 và cũng 50kg. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 09 Vũ Thị Huệ. Thí sinh Vũ Thị Huệ thuộc tổ công đoàn Liên phòng 3. Chiều cao 1m60 và có cân nặng là 52. Chúng ta vừa đến với phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống của bảng A2. Đây là một bảng cũng có thể nói là có một bề dày kinh nghiệm về tuổi, về nghề so với bảng A1 mà chúng ta sắp đến với. Sắp đến sau đây, thí sinh đầu tiên của bảng A1, Nguyễn Thu Thảo. Chọn một áo dài với rất nhiều những họa tiết. Nguyễn Thu Thảo hiện nay đang thuộc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học và là công đoàn viên của tổ công đoàn Liên phòng 3. Nguyễn Thu Thảo có cân nặng là 59 và chiều cao là 1m63. Rất mạnh mẽ và tự tin, sẵn bước lên và là cơ sở rất nhiều thứ quan hệ. Và phương châm của tôi là nhân thắng vô thường và tốt. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Hoa Thị Thu Thao. Số báo danh 02. Một trình diễn rất phá cách. Thu Hằng là đang cùng biên chế của khoa diễn viên và là tổ công đoàn khoa diễn viên. Chiều cao 1m61, bản tin được là thí sinh tiếp theo. Xin được chào đón Đinh Thị Thu Huyền, số danh 06, là nhân viên phòng tổ chức cán bộ và đối ngoại và là công đoàn viên của tổ công đoàn Liên phòng 1. Có vẻ còn hơi e ngại một tí.
Bình thường Thu Huyền đeo kính như ngày hôm nay để bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp sự vất vả khó khăn, đã tháo kính ra bước đi không còn lo lắng. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Nguyễn Phương Huyền. Nguyễn Phương Huyền đã quyết tâm chọn cho mình một màu sắc khác biệt, đó là chọn luôn chiếc áo dài đã từng đi cổ vũ cho Olympic Việt Nam. Nguyễn Phương Huyền chiều cao 1m60, nặng 48kg và thuộc tổ công đoàn Liên Phòng 3. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Hoàng Thị Diệu Lên, số viên 03, và đây cũng là thí sinh cuối cùng trong bảng A1 sẽ trình diễn trong một áo dài. Hoàng Thị Diệu Lên luôn tươi tắn trên sân khấu. Cô là giáo viên phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc tổ công đoàn Liên Phòng 3, và các số đo của Hoàng Diệu Linh, Hoàng Diệu Linh xin phép không công bố để đảm bảo cho sự tự tin còn bước đi. Như vậy bảng A2, bảng A1 đã thi xong. Chúng ta đã thấy những người chị, những người cô, những người phụ nữ mặc áo dài trên sân khấu, đó là một điều rất quen rồi. Bây giờ sẽ là phần trình diễn của 4 người mẫu nam. 4 người mẫu nam sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu của chúng ta. Thí sinh mang số báo danh. Tự ra luôn à. Không nam, Trương Vĩ Thành. Trương Vĩ Thành có chiều cao 1m70, nặng 67kg, là công tác viên tổ công đoàn khoa diễn viên kịch điện ảnh, và ước mơ duy nhất của thầy đó là vòng 2 có thể nhỏ hơn vòng 1 và vòng 3. Chúng ta cùng chào đó thí sinh tiếp theo, số 07, Trần Trọng Trí. Thí sinh Trần Trọng Trí là nhân viên thuộc khoa kịch hát dân tộc và là công đoàn viên tổ công đoàn Liên Khoa 2. Với các số đo 1m68 và 67kg. Chúng ta vừa đến với phần trình diễn của người mẫu Trần Trọng Trí, và bây giờ là người mẫu Nguyễn Thanh Bùi. Vừa đi vừa phải che cái bụng lại, đó là một lý do rất tế nhị. Đôi khi những người đàn ông rất vất vả vì phải mang bầu dùng cho những người phụ nữ. 1m70 và 72kg, đó là số đo của thí sinh Nguyễn Thanh Bùi. Nguyễn Thanh Bùi là công đoàn viên thuộc tổ công đoàn Liên Phòng 1. Và bây giờ, một thí sinh sẽ chọn cho mình một môn cách phát nản cho các thí sinh còn lại. Đó là thí sinh Nguyễn Hiền Kiết, số nhân 12. Nguyễn Hiền Kiết là thí sinh có chiều cao khá vượt trội, 1m78, nặng 81kg. Nguyễn Hiền Chiết là thí sinh thuộc tổ công đoàn Liên Khóa 3. Và lúc này thì chúng ta cũng đã xong phần trình diễn đầu tiên cũng rất là cuốn hút của các thí sinh. Có thể đôi khi một vài khán giả phía dưới sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao cái chủ đề của chúng ta nó không có rõ ràng ở hai phần thi. Bởi vì thật ra khi mà ra phía sau, hai thí sinh có những thí sinh chọn hai cái bộ áo dài cho mình, rồi cuối cùng cũng không phân biệt đâu là áo dài truyền thống, đâu là áo dài cách tân, cho nên mặc lên đây luôn. Thì cái này chắc chắn là từ phía ban giám khảo cũng sẽ có một cái sự cân đối và điều chỉnh một cách cụ thể thông qua phần trình diễn của các thí sinh vừa rồi.